Hướng dẫn tất cả mọi người cách reset cái độ My TV Box 2021 trên Smartphone 2 My TV. Đầu tiên, mình sẽ tiến hành vào phần cài đặt. Vào mục trên chọn thiết bị. Vào mục đặt lại. Vào mục đặt lại. Sau đó nhấn xóa một thử, nhấn OK để xóa được một xíu, nhấn OK là được chọn. Rồi các bạn chờ chút xíu, đầu tư sẽ được khởi động lại. Khi được khởi động lại, chữ logo My TV rất là nhanh. Rồi đang xóa, các bạn chờ chút xíu, đợi một chút. Đó, nó bớt khởi động lại rồi. Đây. Đây, chào mừng bạn đến với dịch vụ My TV. Sẽ hơi lâu. Chất cái pop, cái đầu ATV thì rất là nhanh. Thì đang điền chữ logo My TV trên màn hình TV sẽ xuất hiện chúng ta. Các bạn chơi khởi động một chút thì chúng ta sử dụng đồ hiệp. Rồi chúng ta sẽ đợi khoảng 10. Rồi, chúng ta sẽ đợi một chút. Đây đang khởi động boot animation Android sẽ hơi lâu, được một tí thôi. Rồi 3 phút rất là nhanh. OK, mình đã khởi động xong, xuất hiện trên logo. OK, mình đã OK, khởi động xong, chữ logo Android. OK, mình đã khởi động xong. Điều giao đình chính dùng được như thế này đây. Rồi, không cần kết nối điều khiển ở bàn giọng nói nữa. Chúng ta có thể nhấn feedback vào đây. Feedback. Đây, chào mừng bạn này. Mình bấm tiếng Việt. Rồi, tiếng Việt. OK, bạn đã kết nối bằng Internet. Rồi đây, còn không kết nối bạn nữa. Nhấn tiếp tục. Hãy tắt tối đa TV của bạn. Đang nhận thẻ xin ứng dụng đề xuất phí mới cơ trợ lý công dụng các của Google. Nhấn đề xuất cần cá nhân hóa công dụng YouTube. Không bỏ qua bị bấm đăng nhập. Mình sẽ đăng nhập vào tài khoản Google của mình.
rồi đăng nhập vào tài khoản của mình. Mình sẽ đăng nhập vào email. Ở đây mình sẽ chọn email. Rồi, mình sẽ nhập mật khẩu cho MyTV, cho đăng nhập Google. Đây đây, mình sẽ nhập mật khẩu. Nhập mật khẩu. Nhấn Enter để đăng nhập. Các bạn chút xíu nha. Rồi các bạn nhấn chút xíu nha. Ok, điều qua di phủ. Đã bấm cho đọc qua, chúng ta nhấn chấp nhận. Vị trí là có. Giúp cài thì Android là có. Tin ký bản dùng đấy của Assistant như thế này đây. Tin đồ giữa cao ứng ứng. Điều khiển TV một cách dễ dàng hơn. Nhấn công trả lời thông tin thời tiết và tin tức rất là nhanh. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục. Bật. Sau đây, cài đặt ứng dụng bổ sung. Sạc pin này hỏng mà. Sạc pin này có sạc được đâu. Đây, cài đặt ứng dụng như YouTube Kids, VLC, Bilibili, Spotify, TikTok và Cung cấp TV. Chứ My TV. Thứ Cung cấp TV. Chúng ta nhấn tiếp tục vào cài đặt. Đây, VMPT Smart Pop 2. Cô bạn sử dụng công nghệ của Android TV. Chúng ta hãy xem tính năng của các thiết bị. Đây là tải ứng dụng Google Play. Đây cửa hàng Google Play. Đây là trên nền như chúng ta nhấn file vào kia. Trên nền đó trợ lý Google. Đây trợ lý Google. Rất nhận nút của Google thì sẽ nhận cầm nhận tí. Trợ lý trình tới TV. Chân nhấn OK là xong. Rồi, cài đặt tài khoản My TV. Nào ăn cơm đi. Tên đăng nhập. Tên đăng nhập là Đăng Khôi. Đăng Khôi cục cức. TS Booty 1. Nhấn Enter. 1. Nhấn Enter. Nhấn bỏ qua, không bỏ qua. Bị bấm OK để đăng nhập. Các bạn đợi chút xíu. Rồi, đăng kết nối tới server. Chào mừng bạn đến với dịch vụ My TV. OK, đăng nhập xong. Rất là tiếc. Rồi, đăng nhập xong. Vừa rồi đã cứ cứ cơ bản hướng dẫn cài đặt ứng dụng reset trên My TV, Android TV, My TV Box 2021. Chúc các bạn thành công. Chúc các bạn lắp đặt thành công. Xin cảm ơn.